Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại em đang có mặt tại Hà Nội và đây là ngã tư Đào Tấn Kim Mã Nguyễn Chí Thanh. Ở đây có một tòa nhà Lotte rất là cao tầng. Còn phía bên cạnh là tòa nhà Vincom Metropolis. Cảnh tượng rất là hiện đại. Đây là ngã tư có mật độ giao thông đi lại rất lớn. Bây giờ đang là khoảng 10 giờ sáng đến tầm buổi trưa và giờ tan tầm thì ở chỗ này rất là đông đúc. Cả những lúc bình thường như này cũng gây ra hiện tượng tắc nghẽn một đoạn. Đây là một ngã tư hiện đại với 4 góc, 4 tòa nhà cao tầng. Bên kia có tòa nhà cao tầng, bên này cũng là tòa nhà cao tầng Lotte này. Cao vút mọi chỗ. Bên này cũng là một tòa nhà. Ở đây còn có một cây cầu vượt nữa. Chích chích phía bên kia của tòa nhà VTV ở đường Đê La Thành và Nguyễn Chí Thanh. Đông xe cộ, ô tô, xe máy. Mỗi một nhịp chờ đèn khá là lâu. Bên này chính là Vincom Metropolis. Đây là phía vào khu vực không dừng đỗ xe. Phía hai bên này có những hàng trúc rất đẹp. Đây là khu M3. Bên dưới này có những cái cột biến áp điện. Đây là cảnh hướng nhìn từ phía đường Kim Mã ra Lotte.
đây chính là tòa nhà Capitol Place. Đến ngã tư Vạn Phúc. Vạn Phúc Liễu Giai. Chúng ta sẽ cùng thử nhìn lại về phía ngã tư Kim Mã Đào Tấn rất hiện đại. Đây, tòa nhà Lotte rất cao tầng. Đây, một tòa nhà Delta đang tiếp tục xây dựng. Ta đã đi đến ngã tư Đội Cấn, Văn Cao. Độ ngoài trời 22 độ, thời tiết rất mát, dễ chịu, hơi một chút ánh nắng. Thế bên này chính là sân vận động Quần Ngựa. Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rẽ vào con phố Hoàng Hoa Thám. Con phố chuyên bán cây, các loại cây. Tuy nhiên là em không nhớ rõ phía bên trái hay phía bên phải này bán nhiều cây hơn. Chúng ta thử rẽ bên phải, bởi bây giờ đang thuận đường rẽ luôn. Đây có một đoàn khách du lịch. Hiện tại con phố Hoàng Hoa Thám rồi. Đây là một con đường nhỏ, và những dịp tan tầm thì đường xá ở đây sẽ rất là đông xe, tắc đường. Bây giờ thì chỉ gần đến buổi trưa cho nên là lưu lượng giao thông đi lại vẫn còn thưa thớt. Cái đoàn chúng ta đang đi đây chủ yếu bán các đồ tổng hợp, chứ vẫn chưa thấy cây cối, bán cây.
Thế em nhớ chắc bán cây phía đằng sau chúng ta rồi. Chứ mày phía bên này, phía bên này là hết rồi. Bây giờ phía về đằng đầu. Bán cây ở phía đằng sau của chúng ta cơ. Cái chỗ lúc này là nghe chúng ta sẽ rẽ trái cơ. Còn đây là lối để lên đi phố cổ Hồ Hoàn Kiếm. Đây là nhà máy bia hơi Hà Nội. Viện nghiên cứu da dày. Cơ sở Ba Đình. Cửa hàng nhà thuốc Long Châu mới khai trương. Cuộc sống ở đường phố của người Hà Nội giờ này là đang thư thả. Mọi người ăn sáng thì cũng đã ăn xong rồi, đi làm thì cũng đi làm rồi, và cũng chưa đến giờ ăn buổi trưa, và cũng chưa đến giờ tan tầm buổi trưa. Ở đây có các bạn học sinh. Đây, các bạn học sinh vừa mới tan học xong. Đây chính là công viên Bách Thảo, một trong những công viên nhiều cây xanh nhất ở Hà Nội. Đây các bạn học sinh đang chụp ảnh rất là đẹp. Mình xuống xem không? Kia. Những lá cây đang rơi xuống. Đi xung quanh phía bên ngoài của vườn Bách Thảo, di tích lịch sử nghệ thuật đền núi xưa. Đây chính là vườn Bách Thảo. Đó. Rất nhiều cây cối xanh. Còn những cây liên đại đến vài trăm năm. To lắm.
Sở, Chu Văn An. Đang đi gần đến khu vực có an ninh cao, vậy nên em sẽ phải tắt camera ở đây. Một chị bán hoa, đây là một con phố rất là mát, nhiều cây. Văn Trân, ở trên con đường Phan Đình Phùng này là một trong con đường rất đẹp, rất thích hợp để chúng ta chụp ảnh cảnh cây các thứ. Tuy nhiên ở đây có rất là nhiều tòa nhà văn phòng không được phép chụp ảnh, nên các bạn chú ý là phải chụp ảnh ở đúng chỗ quy định, không phải là thích chỗ nào chụp là chụp được đâu. Ví dụ như ở trên đoạn này, ở trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng là một địa điểm rất là đẹp để chụp ảnh và cũng được phép chụp. Còn ở những cái đoạn mà gần các khu vực văn phòng thì sẽ không được hạn chế, không được chụp ảnh. Đây, ví dụ như ở đoạn nhà thờ này chúng ta sẽ được chụp ảnh một chút. Đây, khu vực nhà thờ. Và ở chỗ di tích Cửa Bắc này chúng ta cũng được phép tham quan và lưu giữ những kỷ niệm. Chụp ảnh rất đẹp, tường lại còn sơn rất là nhiều hình. Các bạn trông ở đây toàn là những hình ý nghĩa chứ không phải là những hình bình thường đâu. Ví dụ kia là có hình của Khuê Văn Các này, hình của nhà hát lớn này, chùa Một Cột này, rồi chợ Đồng Xuân này, phố cổ cầu Long Biên, rất nhiều. Ở đây hình cái trống mà trường.